chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Vinh. Video ngày hôm nay sẽ là video tiếp theo về những quan điểm sai lầm trong việc phát triển chiều cao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần tập luyện. Và vì nội dung của chủ đề này sẽ khá là dài nên mình quyết định sẽ chia ra làm 2 phần. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Mỗi lần mà nhắc đến việc phát triển chiều cao trong tập luyện thì mọi người luôn nghĩ ngay đến những môn như là bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, cầu lông, bơi lội sẽ thường có xu hướng giúp cho các bạn phát triển chiều cao. Và ngược lại, những bộ môn thể thao kết hợp với tạ sẽ thường có xu hướng là làm chậm việc phát triển chiều cao của các bạn. Nhưng mà sự thật thì có phải là như vậy hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tìm hiểu về nguồn gốc của quan niệm này là xuất phát từ đâu nha. Nguồn gốc về việc tập luyện kết hợp với tạ sẽ làm hạn chế việc phát triển chiều cao bắt nguồn từ một nghiên cứu năm 1970 về việc trẻ em ở Nhật Bản bị bắt lao động nặng nhọc và có xu hướng kém phát triển về mặt tầm vóc. Và nhóm nghiên cứu này đã đưa ra một giả thuyết là tập luyện hàng giờ với tạ nặng sẽ làm ảnh hưởng đến chiều cao của bạn. Và qua nhiều năm, điều này dẫn đến một cái quan niệm là khi tải một cái khối lượng lớn lên cơ thể sẽ có khả năng làm tổn thương những cái phần đĩa sụn growth plates nằm ở cuối những cái phần đầu xương dài, và việc này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao của bạn. Và quan điểm thứ hai mà mình thường thấy là khi nhắc đến việc tập luyện kết hợp với tạ sẽ làm ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao là mọi người thường đưa ra về những hình ảnh của những vận động viên thử tạ chuyên nghiệp, nhất là ở châu Á, vì thường là những vận động viên này sẽ không có một cái chiều cao nổi trội cho lắm. Và cho đến thời điểm hiện tại vẫn có rất là nhiều bậc phụ huynh cũng như là nhiều bạn vẫn còn giữ hai quan điểm này. Và sau đây sẽ là lời giải thích của mình dựa trên những bằng chứng về mặt khoa học. Chiều cao của bạn sẽ được quyết định bởi rất là nhiều yếu tố, như là những cái yếu tố về mặt di truyền và những cái yếu tố ngoại cảnh như là dinh dưỡng, mức độ hoạt động, chế độ sinh hoạt và những cái yếu tố ngoại cảnh khác như là những cái loại bệnh và những thứ tác động từ môi trường. Đối với quan điểm thứ nhất, việc mà ở những lứa trẻ em này thường có xu hướng kém phát triển về mặt chiều cao vì đơn giản là chúng phải làm việc quá sức và đồng thời không có một cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách hợp lý, và thường là những cái chế độ đó ở những cái thời điểm đó sẽ rất là kém. Và khi mình nhắc đến điều này là mình nghĩ ngay đến thế hệ của ông bà, ba mẹ của chúng ta. Các bạn có để ý là thế hệ trước thường có những cái xu hướng về tầm vóc kém phát triển hơn rất là nhiều so với thế hệ hiện tại, vì đơn giản là họ không đáp ứng được những cái yếu tố ngoại cảnh một cách tốt như là thế hệ hiện tại được. Và các bạn phải để ý là ngày xưa khi mà Việt Nam mình kinh tế chưa phát triển, đồng thời là ảnh hưởng bởi chiến tranh và thậm chí là nạn đói nữa, thì tất cả những cái yếu tố đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao và tầm vóc của họ. Và điều mà mình đang muốn nói ở đây là những thế hệ của ông bà ba mẹ của chúng ta thường có xu hướng kém phát triển về mặt tầm vóc là do những cái yếu tố di truyền hay là do những cái yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến việc phát triển về tầm vóc của họ. Thì đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi là: anh ơi, tại sao ba mẹ em lùn mà bây giờ em lại cao, hoặc là ngược lại. Và cho đến thời điểm hiện tại, những vấn đề về gen liên quan đến chiều cao vẫn đang được nghiên cứu và chưa dừng lại. Một tuyên bố về việc tập luyện kháng lực năm 2014 đưa ra rằng việc mà nhiều người vẫn sợ tập luyện kháng lực, hay nói đơn giản là tập luyện kết hợp với tạ, sẽ gây tổn thương đến phần sụn growth plates đối với thanh thiếu niên, không được hỗ trợ bởi các báo cáo khoa học hay chứng nhận lâm sàng. Và trong báo cáo này còn chỉ ra rằng những cái tác động cơ học ảnh hưởng lên những phần đĩa sụn growth plates từ việc tập luyện kháng lực hay những môn thể thao như là gymnastics, weightlifting sẽ có lợi cho xương trong việc hình thành và phát triển. Khi mà nói đến đây thì nhiều người vẫn còn thắc mắc là tại sao những vận động viên cử tạ chuyên nghiệp thường là sẽ có xu hướng kém phát triển về mặt tầm vóc. Việc mà những vận động viên này thường có tầm vóc thấp là do họ tham gia hoạt động nặng khi còn quá sớm, hay là tầm vóc thấp này sẽ là một cái lợi thế rất là lớn giúp cho họ vươn lên tầm chuyên nghiệp trong bộ môn mà họ đang tham gia. Việc mà họ sở hữu một tầm vóc thấp sẽ giúp cho họ phát lực tốt hơn qua cơ chế đòn bẩy trong cơ thể, và đồng thời việc này sẽ làm giảm đi cái đường chuyển động của tạ. Và hai yếu tố này sẽ giúp cho họ có lợi hơn rất là nhiều đối với cuộc thi của họ tham gia. Thường thì mọi người vẫn ít biết đến những hình ảnh của những vận động viên strongman hay là powerlifting. Thì đây là hình ảnh của hai vận động viên strongman được xem là mạnh nhất thế giới. Một người đã nâng được mức deadlift 500kg và một người đã nâng được mức deadlift 501kg vào tháng 5 vừa rồi. Vậy thì việc tập luyện kết hợp với tạ sẽ giúp cho các bạn kích thích về việc tăng chiều cao và không gây hạn chế đến việc phát triển chiều cao của các bạn. Thật sự thì đây là con dao hai lưỡi. Và đây sẽ là điều mà mình muốn đề cập đến trong video tiếp theo. Và đồng thời, video ở phần 2 sẽ là video mà mình sẽ trả lời cho câu hỏi tập gì để cao.
và mong là các bạn sẽ đón xem video đó vào tuần sau nha. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Kênh của mình sẽ là kênh chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm về sức khỏe, tập luyện và dinh dưỡng. Và một điều mà mình rất là hào hứng để chia sẻ cho mọi người là mình vừa mới lập một cái trang page ở trên Facebook và mình sẽ để cái hình ở đây. Và đồng thời mình sẽ để cái link Facebook của mình ở cái phần description và link của cái trang đó. Và trang này sẽ là trang giúp mình đăng những cái bài viết về kinh nghiệm hoặc là những cái kiến thức về tập luyện, dinh dưỡng cũng như là những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe. Đồng thời đây cũng là trang mà mình sẽ nhận coaching online để cho những bạn nào muốn thay đổi về sức khỏe và hình thể thì có thể nhắn tin qua cái trang này cho mình nha. Và mình mong là các bạn sẽ thích video này. Nếu thấy hay hãy để lại một like và đăng ký kênh nếu như mà các bạn chưa đăng ký nha. Và hãy comment ở bên dưới nếu có thắc mắc. Và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau sẽ là tập 2. See ya.